Hello quý vị, bà con, cô chú bác. Hiện tại bây giờ là buổi trưa ngày thứ hai, ngày 14 tháng 10 quý vị thấy không? Đó là những cây thông. Cây thông á, phía sau lưng nhà của Tony Lê giống như là đang ở Đà Lạt vậy đó quý vị. Đó, thấy chưa? Mát mẻ, yêu đời, nắng ấm chan hòa. Nhưng mà đó là không phải cái lý do, cái chủ đề mà Tony Lê chia sẻ trong cái video này đâu. Ok, đây nè quý vị nhìn nè. Kêu mấy ông mễ đó, ê tụi bay tỉa giùm tao mấy cái cây này nè, thẳng đừng cho nó đụng vô cái cửa sổ. Vậy mà mấy ông tỉa sao giờ cái cây hay bông hồng, 5-4 cây bông hồng của tôi nó còi luôn rồi. Trời ơi, nó không ra bông mà nó cũng không ra lá, lá luôn vậy trời ơi. Đây nè, bữa hổm nghe lời cô chú bác nói là ăn đu đủ á, rồi rải vài hột xuống đây tự động nó lên cây đu đủ. Tôi rải cả tháng nay rồi, tôi khoét lỗ, tôi bỏ hột xuống, tôi bỏ lần cái chùm hột như nè. Tôi mà 1, 2, 3, 4, hình như là tôi bỏ 4 gốc. Vậy mà chưa thấy cây đu đủ nào nó lú lên chân gì trời. Ok, nhưng mà đó không phải là cái chủ đề mà Tony Lê chia sẻ ngày hôm nay đâu quý vị. Cái chủ đề Tony Lê muốn chia sẻ ngày hôm nay là lại một lần nữa Tổng thống Trump của chúng ta lại bị ám sát hụt lần thứ 3. Và chúng ta chỉ còn trên dưới 3 tuần lễ thôi là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nó sẽ diễn ra quý vị ơi. Vậy mà tụi này nó chơi xả láng sáng dậy sớm. Riết rồi tôi không biết là tôi đang ở trong cái đất nước Mỹ hay là cái đất nước gì nữa quý vị. Trời ơi, nó tranh giành chức vụ quyền lực đến mức độ mà nó chơi coi như là cứ kêu người này người kia rình mò ám sát. Gây cấn quá. Sau đây mời quý vị theo dõi cái video và những hình ảnh mà Tổng thống Trump bị ám sát hụt ở California trong cái buổi vận động vào buổi chiều ngày thứ bảy quý vị nha. Nhớ đừng quên bấm like, bấm nút chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello bà con, cô chú bác. Sau cái lần thứ ba này đó thì Tony Lê không tin là nước Mỹ của chúng ta còn an toàn và còn tự do dân chủ nữa. Vì sao Tổng thống Trump lại xém chết lần thứ ba? Quý vị có tin tưởng được không? Có tin nổi nữa không? Bây giờ nó tranh giành chức vụ quyền lực đến mức độ mà cả luôn cái chuyện thủ tiêu giết người. Vào ngày thứ bảy lại thêm một chuyện động trời xảy ra. Nắng quá chắc bị đen quá. Phải xích xích vô trong này để thôi đen nha quý vị. Sorry quý vị nha. Tony Lê sợ nhất là đen. Đen nó xấu, nó làm cho mình già. Trắng thì mình nhìn thấy nó còn trẻ trẻ hoài. Ok. Thì sau hai lần bị ám sát hụt thì vào ngày thứ bảy trong một cuộc vận động tại tiểu bang California, hung thủ có một cây súng ngắn và một cây shotgun và bản số xe là xe ăn cắp, bản số xe lậu, vân vân và vân vân. Ok. Đang định ra tay để ám sát Tổng thống Trump lần thứ ba. Chút xíu nữa Tony Lê sẽ để những cái hình ảnh cho quý vị xem. Bây giờ quý vị nghe Tony Lê giải thích chút xíu nha. Rồi. Nhưng may mắn quá thì cảnh sát FBI người ta đã tóm được hung thủ trước khi nó ra tay hành động. Lại một lần nữa Tổng thống Trump của chúng ta xém chết vì dân Mỹ và đất nước Mỹ. Chỉ còn trên dưới 3 tuần lễ nữa thôi thì cái cuộc bầu cử tổng thống sẽ xảy ra. Cái cuộc bầu cử năm nay đó quý vị, có thể nói là nó gay cấn nhất trong 60 năm vừa qua trên cái đất nước Mỹ này. Lý do tại sao? Đây, lý do thứ nhất là Tổng thống Trump tái xuất giang hồ. Lý do thứ hai là tại vì trong 4 năm vừa qua cái nước Mỹ này nó đi xuống quá, từ kinh tế, chính trị, quân sự, và nó ảnh hưởng tới bên ngoài cái quả địa cầu. Nó làm cho chiến tranh rầm rộ everywhere. Và bây giờ thì cái loài người chúng ta, bất cứ gì ở cái nơi nào quý vị đang đối mặt với cái nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đó là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Trung Đông đang rục rịch quánh nhau và chuẩn bị chiến tranh hạt nhân với Iran. Ở châu Âu thì chú Buri cũng đang chuẩn bị hạt nhân để bấm nút đó, thấy chưa? Thành ra chỉ có một người mà có thể giải quyết được cái tình trạng này, đó là Tổng thống Trump của chúng ta. Trở lại làm cho cái nước Mỹ đi lên, làm cho nước Mỹ ok giữ mạnh, thì lúc đó địch thủ kẻ thù nó mới sợ, và lúc đó cái thế giới này nó mới bình yên. Chứ còn hiện tại bây giờ cái chính quyền bây giờ nó không ai để, không ai sợ, chẳng ai thèm để ý tới nó. Ai muốn quánh nhau quánh giang hồ lõn sàn ngầu đó, mình gọi là như vậy đi. Thôi bây giờ nói nhiều mất vui, mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh mà Tổng thống Trump bị ám sát ngày hôm qua tại California quý vị nha. Và nhớ đừng quên bấm like, bấm nút chia sẻ. Và bà con, cô chú bác nào
chưa có bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký để cái nhóm của Tony Lê đạt được 500.000 subscriber cuối năm nay. Đó là cái mục tiêu của cái nhóm Tony Lê. Và quý vị đừng quên để lại vài chữ bình luận chia sẻ kiến của quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. There was a rally held in Southern California late yesterday, local time 5 p.m. Police say that was as Donald Trump was taking the stage at the rally to begin speaking. They pulled over a black SUV inside. They found one unregistered shotgun, another unregistered handgun, and a high-capacity magazine. The 49-year-old from Las Vegas who was in the car was taken into custody. Apparently has since been released on bail, but a senior police officer in the area has conceded to local media that he believes they averted a third assassination attempt on Donald Trump. No giving of evidence as to why they believe that was the aim of the gunman or the accused gunman or why he was released on bail, if that's the case. But we know, of course, of the other two attempts on Donald Trump's life so far this year. This may have been a third, just 23 days. The man arrested outside President Trump's California rally had loaded guns, fake passports, and tons of ammunition. We are learning that the 49-year-old suspect, who, by the way, was released on bail on Sunday, allegedly has ties to a fringe group the FBI says is anti-government. The sheriff now saying he believes his deputies, without question, stopped a third attempt on the former president's life. Kelsey's here with the very latest. Kelsey, what ended up sounding the alarm for police with this suspect? Deputies started noticing irregularities in his statements. He was claiming he was a journalist allowed to go into the VIP area. So that is when law enforcement then found a fake license plate, weapons in his car. They also found multiple fake passports with different names on them. He also had a shotgun and a handgun with a high-capacity magazine and multiple boxes of ammunition. This was all in his